Xin chào bà con cô bác nhà mình. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đăng một sản phẩm của hãng Hitachi, đó là sản phẩm EX120-5 để cho quý vị tham khảo nhé. Con này thì chúng tôi sẽ bán giá và để giá trên màn hình video luôn để cho quý vị nhà mình nhìn thấy. Hiện tại con này chúng tôi vẫn đang cho làm vật liệu xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng, quý anh chị nhà mình mà đang cần sử dụng cái sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại góc trái màn hình video. Hôm nay trời mưa khá là to. Rồi, con này máy móc các thứ đều ok hết này, đẹp này. Giá thì 350, chúng tôi để trên màn hình để cho quý vị nhìn luôn. Tất cả mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý bà con, quý khách hàng nhà mình có thể là nhắn tin qua Zalo cho chúng tôi hoặc gọi điện trực tiếp. Bà con mà nhắn trên kênh YouTube thì không kịp trả lời, mong đâu đó mọi người hết sức thông cảm nhé. Vì chúng tôi rất là bận việc và nhiều việc quá. Ngoài những sản phẩm này ra thì chúng tôi đang còn một số dòng Sumi 05 này, với cả nữa là 03 SH60-2 và sản phẩm Sumitomo F2. Còn quý vị mà cần những cái sản phẩm da xít đời cao hơn, da xít 200 với cả da xít 120-1 thì chúng tôi sẽ để trên bãi thành phố Buôn Ma Thuột. Còn ở khu vực này chúng tôi sẽ để ưu tiên những cái dòng EX của dòng Hitachi với cả Sumitomo và Komatsu. Ngày mai thì chúng tôi sẽ về một cái sản phẩm, đó là Hyundai 55-9 đời 2014 và chúng tôi đang kéo ở cảng Hải Phòng bạn. Xe khá là đẹp và con này chúng tôi sẽ kéo vào để ở thành phố Buôn Ma Thuột quý vị nhé. Mọi người có thể lên xem. Bây giờ thì